Dạ chào cả nhà nhé. Hôm nay mình là video số 33 nha cả nhà. Video hôm nay gồm có 18 máy ha. Dạ, giá bán trong video đã được bao ship nha cả nhà. Cả nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán ha. Dạ, đầu tiên mình lên cái máy số 1 nha. Máy số 1 là có một con máy lua ha. Con này là con Shimano Acid. Acid 100. Con này tay phải nha cả nhà. Máy in ra bằng ha. Con này còn khá là đẹp, nó chỉ có một hai dấu cấn nhẹ ở trên, một dấu hai dấu vậy thôi. Hoạt động ngon lắm. Giờ tay con này phù hợp đem khô lua ha, lua gì. Thức khá là đẹp ha. Người ta phải vậy cả nhà. Rồi, máy số 1 nặng 230 gram ha, giá 1,5 triệu bao ship nha. Tiếp theo máy số 2, máy số 2 có một con Abu, con này có cầu dít nha cả nhà. Con Abu hàng Made in Sweden ha, Thụy Điển. Con này tay trái ha. Rồi đây, nó xài 3 bạc đạn. Con này xài 3 bạc đạn. Toàn thân kim loại. Thân rất là nhẹ. Đây thông số dây. Dây không BE 0.25 là 210 mét. 0.20 là 1.6, 0.35 là 120 mét. Con này nó có trầy hai bên cái gì mặt trên này nha cả nhà, hai bên cái viền này ha. Chúng ta xài bắt nó không giữ nó mấy. Động rất là nhẹ luôn. Rồi. Mã số 2. Nặng 250 gram, giá 1,2 triệu bao ship nha cả nhà. Mã số 3. Mã số 3 mình có một con Ultega 3000. Đây, cước số 3 cho 150 mét ha. Hình thức con này còn tương đối, nó có chạy vào rotor nè. Đây, cái phần mã rơm này của nó cũng mờ mờ rồi nha cả nhà. Nước sơn này còn đẹp ha. Đây, lăng cước đẹp, hoạt động bình thường, cái cước ngon lành. Ôi, sống lưỡi gà đầy đủ ha. Cối còn khá là đẹp nha cả nhà. Con này là hàng mới in sa băng ha. Cái tem này nó hơi cũ rồi. Hoạt động thì vô tư. Hoạt động mượt mà luôn. Em ru mà. Rồi, này đổi tay trái phải bình thường ha. Chặn hai chiều. Rồi, đây là mã số 3, nặng 320 gram, giá 900.000 bao ship nha cả nhà. Rồi, tới mã số 4. Mã số 4 có một con Prem. Con này là con Prem 2508. Đây là hàng Made in China ha. Đây. Đổi tay trái phải bình thường.
Còn này thì phần ma rơm này nó hơi xước nhẹ nhẹ. Đây, phần ma rơm nó hơi có xước nhẹ nha cả nhà. Cái phần ma rơm này nó rất là dễ xước luôn, nó chỉ cần mình lấy vải cứng cứng chứ mình lau nó cũng xước nữa. Đây phần rotor thì nó cũng có phần rotor nó có hơi hơi chạy chạy nhâm nhâm ngay cái cạnh này ha. Con này 2508 JBE là dây số 1 vô được 200 200 m, 1.5 vô được 150 m nha cả nhà. Chắc nó sai nó sẽ tầm 3.000. Hoạt động thì êm rung. Heo. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Rồi. Tổng thể máy ha. Anh em nào cần coi chi tiết thì kết bạn qua Zalo mình gửi chi tiết qua cả nhà xem nha. Đây. Con này là mã số 4, có radio 4.8 nha, nặng 260 g. Giá 1.1 triệu bao ship nha cả nhà. Con này thì có cái túi ha. Rồi. Tới mã số 5. Mã số 5 cũng có, cũng là một con ram. Con này thì mới hơn con số 4. Con này là ram 2508 RSH ha. Con này tua nhanh. Con này thì mới hơn con kia thì thông số cũng bằng nhau. JBE số 1 vô được 200, 1.5 vô được 150 ha. Thì con này mới hơn con kia nhiều. Nói chung nó còn nó có xước nhẹ thôi. Rờ thì không thấy nha cả nhà. Rờ thì không cảm nhận được ha. Nhưng mà nhìn thì mình thấy nó xước thôi, mà rờ thì nó không có cảm giác gì. Con này mới con kia. Mình sống lưỡi gà đầy đủ, đổi tay trái phải bình thường ha. Con này dòng tua 6.2 nha cả nhà. Tua nhanh ha. Rồi, tổng thể máy đẹp. Thể máy còn khá đẹp ha cả nhà. Cũng hàng mắc antenna ha. Đây. Mã số 5. Dòng tua 6.2, nặng 280 g, giá 1.3 triệu bao ship nha cả nhà. Con này thì cũng có túi ha. Rồi, tới mã số 6. Mã số 6 là một con kích. Kích Cardia 2506 ha. Con này nó mất bài mất chữ C, bài này gạch trên này chữ C, bài mất chữ số 2. Thì con này nó còn hợp túi đầy đủ, sách đầy đủ nha cả nhà. Đây, nói chung là con này hình thức nó còn tương đối đẹp. Hoạt động thì em rung. Thần thức con này hoạt động thì nhẹ hiểu ha. Lắc cái đi tít mù. Đây chút chẳng 2 triệu.
ABS đầy đủ thôi cả nhà. Mấy dòng này thì khỏi coi rồi ha, tại vì nó trong này nó có trợ lực ở trên này. Rồi con này thì nó có cái túi, còn túi zin đây, cái hộp rất đầy đủ ha, hộp của nó đây. Đây, hộp sách túi đầy đủ. Đây thông số máy này nha cả nhà. Radio 4.7 nè ha, nặng 240 gram. Dây nè. Thông số dây nè, 6 bạc đạn ha. Rồi, con này là mã số 6. Có giá là 1 triệu 6 nha cả nhà. 1 triệu 6 bao ship ha. Tiếp theo là mã số 7 nha cả nhà. Mã số 7 giới thiệu cả nhà con kit 3000 ha, kit Cardia. Đây con này có cái túi ha. Con này có túi mà ngược lại con này thì nó mới, gần như mới tinh. Đây. Gần như mới tinh luôn nha cả nhà. Cái thời điểm này kiếm được một con kit mà nó gần như mới tinh thì là rất là khó luôn. Không phải là không có mà nó rất khó kiếm. Khó kiếm nào còn mới vậy ha. Đây là con 3000. Kit Cardia 3000. Thì 3000 của con này là tương đương 4000 của Shimano nha cả nhà. Con này là không có cái lỗi gì luôn ha. Không trầy xước, không gì hết, mới tinh. Cái phần mạ rơm này nó mờ mờ là cái, do cái tay nó dính. Lào cái bóng lưỡng này. Đó. Con này gần như mới tinh luôn. Không có dấu chảy xước gì luôn. Con này anh em mua về chơi hoặc là sưu tầm cũng được ha. Thì cái dòng này giờ nó là hiếm máy đẹp lắm rồi. Mới tin. Tỏ ra trái vải bình thường như thế nha. Đó, con này thì dường như mới tin luôn rồi, không có trầy xước, không có gì hết. Long lanh luôn. GB là số 3 vô được 200 m, số 4 vô được 150 m vậy cả nhà. Con này mới tinh, anh em mua về chơi dự câu sưu tầm ha, lâu lắm rồi em mới mua được con nó mới vậy. Rồi con này là mã số 7, có radio 4.8 ha, nặng 290 gram, giá 2,4 triệu bao ship nha cả nhà. Có thể là giá mình bán giá này nó hơi cao hơn anh em khác một chút, nhưng mà cái máy này do cái máy nó mới quá, mình mua cũng phải cao mình mới mua được nha cả nhà. Rồi mình lấy về nó cũng giá cao rồi, tại vì lấy giá thấp thì người ta không có bán cho mình. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Rồi thấy con máy số 8. Con số 8 là con Biomaster SW5000 XG nha cả nhà. Đây ha. Con này cũng còn rất là mới luôn. Đó, mới chát luôn á.
cũng không có trầy xước gì luôn ha. Đây cái phần mà rêu nó bóng lớn, nó có một đường nhẹ ngay chỗ này nha cả nhà. Cái này là để vô camera mới thấy ha, chứ còn ở ngoài nhìn nó không thấy luôn. Đổi tay trái phải bình thường ha. Nó cực mới luôn. Thông số. Cái tổng thể máy ha cả nhà. Đó, nó chát vậy đó. Rồi. Mã số 8 nặng 300 nặng 300 gram, giá 3 triệu 7 bao ship nha cả nhà. Nó cũng có túi nha. Mấy cái này chú ý có túi nhiều. Hộp thì không có nhiều. Đây mã số 9. Mã số 9 có Combio Master, con này là SW6000XG luôn nha cả nhà. Đây. Con này thì có cụ ve luôn nè. Đầy máy luôn. Con này thì nước sơn nó đẹp, nhưng mà cái phần tay quay thì nó hơi hơi xước xước ở đây, với lại cái phần mà mạ rơm á, phần mạ rơm thì nó cũng hơi xước xước, người ta không có giữ câu, người ta để cả cái máy xuống luôn. Đây 6000XG, đây là mạ, con này là có một cái lỗi, đây là nó cả làm sao nó đập cái máy xuống này. Nó nứt đường ở ngay chỗ cái phần cái bọc bụng này, cái bọc đít này, này nha cả nhà. Nứt đường đây nè, thì không ảnh hưởng gì tới cái máy ha, nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì nó xấu. Đây có một cái lỗ này ha, gọi là hoạt động ngon lành nhưng ru. Thì con này là đủ phụ kiện nha cả nhà, túi nè ha, hộp túi hộp sách đầy đủ nha, sách đầy đủ luôn nha cả nhà. Trong này đây số nhà ít rồi, con này để được đổ nấm tay quay luôn nha cả nhà. Rồi dòng bio này thì tay quay dạng dạng răng thôi ha, đổ tay trái phải bình thường. Thì con này là mã số 9, đang bán 3 triệu 2 bao ship nha cả nhà. Mã số 10 là con cũng là một con Bio Master SW6000HG, con này 6000HG, con kia dòng XG là 6.2, dòng tôi 6.2, con này là 5.8. Thì con này thì nó mới tinh nè, không có lỗi gì luôn. Đây con này máy này mới tinh. Không trầy không xước gì hết cả nhà ha. Con này mới tinh luôn đấy. Rất là đẹp, không xước không gì hết. Tay nó ra mồ hôi nhiều đây. Rồi tổng thể máy
này anh em có lục câu gì cầu tra gì cũng ngon lành ha. Đây mã số 10. Mã số 10 con này nặng 450 gram ha. Giá 3 triệu 9 bao ship nha cả nhà. Và tiếp đến mã số 11 ha. Đây mã số 11. Có con Biomaster, con này là SW8000BG. Nhận thức con này cũng còn tương đối. Cái bằng mã rơm ở đây nó dẫn buồn thở. Để xuống cà cạ. Cà cạ cái là xước liền. Cái này nó cũng bị xước ở đây xíu. Đó. Nói chung là mấy phần mã rơm này nó xước xước nhẹ nhẹ đó. Đoạn 8.000 này mà. Cầu thoải mái luôn. Đoạn em ru nhẹ hiều ha. Đây nha cả nhà, tổng thể máy ha. Nhẹ tay à. Đây mã lai. Đổi tay trái phải bình thường hết nha cả nhà. Tôi quay dặn răng hết ha. Đây. Nói chung lau sạch sẽ. Cái phần mã rơm này em bóc vô là hầu nó toàn là dấu tay không. Rồi ngoài ra em bóc vô cái dấu tay không. Rồi đây là em này mã số 11, nặng 550 gram, giá 3 triệu tư bao ship nha cả nhà. 3 triệu tư nhé. Mã 12, 12 giới thiệu đến cả nhà con Tradit ha. Con Tradit SW10000. 10000 HG. Đây, con này thì gần như mới tinh. Đây, không trầy xước, không gì hết ha. Nhà thấy mã R nó dấu tay không ha. Đây. Vẫn sạch sẽ. Cái này gần như mới tinh nha cả nhà, thiếu có cái hộp thôi ha. Không trầy, không xước, không gì hết. Không có một dấu nào luôn. Con này thì cái tiếng rắc nó nghe rất là hay luôn. Nghe nó thanh, giòn. Nhẹ tay à. Rồi em này là mã số 12, nặng 650 gram, giá 4 triệu 9 bao ship nha cả nhà. Nó gần như mới tinh, nó không có dấu trầy gì luôn nhé. Thiếu có cái hộp rồi đó. Như máy mới luôn. Như máy mới luôn. Nó có cái bao đen này ha. 12, 4 triệu 9 bao ship. Đây mã số 13.
Vì ba em giới thiệu cho cả nhà một con Catalina. Con này thì nó gần như mới tinh luôn. Nói chung là dạng máy này nó đẹp không à. Con này 13 không ta? À 13. Này, gần như mới tinh luôn nha cả nhà. Không chạy, không xước, không gì luôn ha. Nó kiếm dấu không có luôn. Đây, rồi nó sáng trưng. Cùng máy cũng lưỡng luôn cả nhà. Nước sơn đẹp thì đẹp luôn, không có nổ, không có chày, không có gì luôn. Máy này họ có xài rồi nè, mà đây nè có dấu dây gắn vô cần nè, nhưng mà chắc em nghĩ xài một một hai lần gì thôi à, chứ không có nhiều nữa. Con này là con 5000 H nha cả nhà. Máy cực kỳ đẹp luôn ha. Nói chung là những cái dòng máy này thì theo như em lấy thì ví dụ như máy đẹp thì mình mua nó sẽ cao. Máy cũng là một dòng máy này mà nó chày nhiều hay là nó bong sơn gì đó thì sẽ mua rẻ hơn nhiều lắm. Đó, rẻ hơn nhiều luôn á. Nhưng mà mình mua thì mình thích, mình sưu tầm thì mình chơi những cái máy nó đẹp. Còn anh em nào không quan tâm ngoại hình thì mình mua cái máy nó cũ một chút, cái máy nó chày nhiều một chút, mà nó hoạt động thì cũng vậy thôi. Cái dòng này nó dòng nó cao cấp đây, đây hoạt động nhẹ heo hết cả nhà, nhẹ tưng luôn nha. Thì con này thì mã số 13, nặng 600 gram, giá là 5,9 triệu bao ship nha cả nhà. Con máy gần như mới tinh ha, không trầy, không xước, không gì hết, không có dấu nổ nào luôn á cả nhà nhìn ha. Đây, con này có cái túi zin nha cả nhà, có túi ha, nó không có hộp không gì hết, chỉ có cái túi thôi. Đây cũng là một em như vậy luôn, y chang. Mã số 14 cũng là con 5000 H. Con này thì nó có xước nhẹ ở đây một đường nữa nha cả nhà, chỉ có duy nhất chỗ này thôi ha, còn lại là y chang như con kia, mới độ mới y hệt như luôn. Cái này là do mình chuyển về nó xước mà, chứ không phải là người ta làm xước mà. Cực kỳ đẹp luôn ha. Đây, nói chung là nó y hệt như con kia luôn, không khác khác chút nào đó. Đó, mà 14 thì nó có một cái dấu ngay chỗ này, nhẹ đó là xước nhẹ chỗ này thôi. Đó, để vậy là không thấy luôn nè. Rồi, còn lại là y hệt cũng vậy luôn nha cả nhà. Đây, quạt chân máy ha, cực kỳ đẹp luôn. Thì con này nó bị xước cái đó thì nó rẻ hơn 100 ngàn nha cả nhà. Mã số 14, 5,8 triệu bao ship ha. Con kia 5,9 triệu, con này 5,8 triệu ấy. Đây, tổng thể máy nhìn, cả nhà nhìn thấy là ha, cực kỳ đẹp luôn, gần như mới tinh. Đấy, bụng long lanh luôn ấy. Rồi, mã 14, 5,8 triệu bao ship. Đây mã 15,
15 có một con Satiga, con này là 4.000 H, con 4.000 H này tương đương với 6.000 của Shimano nha cả nhà. Con này cũng vậy, không chạy không xước gì hết. Không chạy không xước gì luôn ha. Không chạy không xước cũng không nổ gì luôn. Ở cả nhà quan tâm thêm cái máy nào thì cứ việc muốn xem chi tiết lại á, thì cứ việc kết bạn Zalo với mình ha, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua cho cả nhà xem nha. Nhiều khi anh em ta mình quay thì nó không đủ, anh em muốn xem kỹ lại á, thì cứ việc kết bạn Facebook, kết bạn Zalo ha, mình gửi hình ảnh qua cho anh em xem cho rõ. Rồi còn đây còn rất là đẹp luôn, không trầy xước không gì hết, đấy, gọn gàng. Anh em câu tra, câu hồ, câu lục, câu với anh em là câu lua mà khỏe khỏe là lua cũng được nữa, lua lóc băm này kia nọ đó. Đây. Mã số 15 nặng 440 gram. Giá con này là 8 triệu 3 bao ship nha cả nhà. Máy còn khá là đẹp luôn ha. Rồi. Rồi tới mã 14 nha cả nhà. Mã 14 giới thiệu cho cả nhà con Satiga, con này là con 4500 ha. Con này đời 2015. Con máy này tương đối còn đẹp, nó chỉ có bị lỗi ở đây. Nó xấu chỗ này là ta gắn vô cây cần nè. Gắn vô cây cần dày nè, rồi câu rồi dính nước biển này kia nọ. Họ không rửa, họ không tháo ra. Lâu ngày cái nó nổ lên thì Satiga, dòng Satiga là nó chuyên chuyên bị nổ sơn á. Thì con này thì nó nổ chỗ này nhiều. Đây một dấu. Rất là ít nha cả nhà. Tại vì mình từng thấy nhiều con đời này mà nó nổ về về như cơm trái vậy đó. Nổ về về luôn á, nổ thì cũng tróc hết lục sơn luôn. Đây một dấu nữa. Hai dấu, ba dấu. Đây. Nó có nổ nhưng mà nhìn chung thì tổng thể nó rất đẹp nha cả nhà. 4.500. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Dùng Satiga thì dọn ra qua thì đổi tay bình thường vô tư. Rồi đây mã 16 nặng 600 gram, giá 9 triệu bao ship nha cả nhà. Tổng thể máy còn khá là đẹp ha. Rồi mã 16 9 triệu bao ship. Mã 17. 17 mình xin giới thiệu cho nhà một con Satiga Z 6000 GT ha.
Còn này thì dây BE là dây số 8 nó vô được 200 mét. Còn này là xe lớn thì anh em đi sau săn quái vật. Hình thức máy thì tương đối cũng khá là đẹp nha cả nhà. Thì cái dòng này thì nó là cái đời như là 2008 thì phải. Đây là bắt đầu này nó nổ sơn rồi, thấy cả nhà. Đó, nó nổ về nè. Nổ đây một chút nha. Cái cạnh này một chút nữa. Đó. Thì đặc trưng của cái dòng này là nó sẽ nổ sơn. Mình không biết nó làm chất liệu gì đó mà. Con này là cái cốt ở trong nó 7 ly, 6 ly gì lần nha cả nhà. 6 7 ly lần ha, rất là lớn. Xài nó xài chập ba lửa luôn. Này cái cốt nó hết nó lạnh luôn. Cốt rất là lớn. Tay trái phải bình thường nha cả nhà, cái dạng là đổi thôi ha. Đơn giản mở nắp này ra là đổi thôi. Cái này là để anh em đi săn quái vật bắt khủng long vậy đó. Con này có ra tiếng ô của nó là hình như là số mấy vậy trời. Đây ra tiếng ô này nha cả nhà, 6.2 ha. Ra tiếng ô nhanh luôn, 6.2 ha. Rồi số 17 nặng 800 g, giá là 5.9 triệu bao ship nha cả nhà. Thì con này nó không có túi ha, mà cái túi này là cái túi trước em mua hai cái máy câu á, máy Ryoko á, em không có xài. Còn hai cái túi này em bỏ vô cái máy cho anh em bảo vệ cái máy ra ha, chứ còn nguyên bản nó về là không có túi, chỉ có cái máy trơn thôi. Anh em nào lấy thì mình gửi cái túi này để bọc cái máy là cho nó êm ái vậy thôi. Rồi 17 5.9 triệu bao ship. 18 là đem không còn bên. Câu này là mới tin luôn nha cả nhà. Chưa như, có thể là chưa sử dụng luôn luôn. Bên 850 SSM ha. Cối nè, quá đã, mới tin luôn, không có một dấu trầy xước gì luôn nha. Đấy. Con này thì em không biết là nó sản xuất ở đâu nha cả nhà, tại nó không có để made in ở đâu hết đấy. Nó tinh giản được cái chốt chặn này ha, không có tiếng kêu, tinh giản được chốt chặn này. Mà con này có ABS luôn nha cả nhà, đây dòng ABS luôn ha. Cái máy size lớn chà bá lửa luôn á. Nhà thấy hai ngón tay em là thọt vô đây nè,
mà nó còn dư một khúc gì luôn rồi đó. Đó, dư một khúc gì luôn đấy nè, nhà thấy dư dày cả đống luôn. Đó, thông số để dưới đây nè, em đọc không được luôn nè, ratio 4.6 nè, cái này là cái gì nè, mm là mét nè đó. Để mm là nha cả nhà, mày bốn này 0.55 hay gì đó, là gì là b này, là b là da nè, con này là con spin picture metal đọc vậy thôi chứ không biết cái là gì nha. Nếu con này mới tin nè, tay dặn dặn ô dạ đó, tỏi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Anh em là thích dòng bên này chơi ha, có hai BS luôn. Nó bỏ đâu cái chốt chặn hai chiều rồi nha cả nhà, bỏ chân rồi đó. Rồi thì con này thì nó dài cũng như là cái máy trơn vậy nè ha, thì em cũng bỏ cái túi này vô cho anh em ha, để bọc cái máy lại cho nó sạch sẽ, để máy nó đỡ trầy. Rồi con này là mã số 18, mã cuối cùng, nặng 770 gram, giá 2.400.000 bao ship nha cả nhà. Rồi, rồi mình vừa giới thiệu đến cả nhà là lô 18 máy câu ha, cả nhà đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc là Zalo, mình số điện thoại mình có để dưới phần tiêu đề nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video của mình ha, chúc cả nhà có nhiều thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Rồi cả nhà cho mình xin một đăng ký và một like để mà phát triển cái kênh lên ha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà một video tiếp theo. Video tiếp theo chắc một hai bữa nữa mình cũng lên, toàn là cần không nha cả nhà. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà ha, bye bye.